I can see it in your eyes. You've seen the moon and its darker side. I can feel the gravity. The force is pulled between you and me. Hi everyone, it's Christina and this is Pick Up Vietnamese. You're watching part 2 of learning Vietnamese with the movie Sắc Đẹp Ngàn Cân. In this video, we will cover the details of pronunciation, grammar, and meanings of each lines. We'll also talk about how natural underlines are and whether you can apply them in real life. A little review for you. This movie is about an overweight girl singer who undergoes an intensive plastic surgery to become a pop star. Then she goes on to win her love from her crush and reach her dream as a famous singer. If you haven't watched part 1 of the lesson, you can watch it here. If you have, let's carry on. Mình nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi tôi quay lại nha. Mình nhớ giữ sức khỏe, đợi tôi quay lại nha. Take care of yourself until I come back. Mình is the pronoun. It could mean we, or it could be the way that the husband and wife address each other. In this movie, the female's lead's father got Alzheimer. He thought that his daughter were his wife who had passed away for years. And to make her father happy, she always called him Mình, which is the way that husband and wife call each other. Mình nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi tôi quay lại nha. Mình nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi tôi quay lại nha. Mình nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi tôi quay lại nha. Những ngày tháng đau đớn đã qua rồi, bây giờ sẽ là lúc cô được sống cuộc sống thật sự. Hãy tận hưởng. Những ngày tháng đau đớn đã qua rồi, bây giờ sẽ là lúc cô được sống cuộc sống thật sự. The days and months of pain are over. Now you will be able to truly live. Những is the quantifier which is used for plural. Ngày tháng, days, months. Đã qua rồi, is gone. Bây giờ, now. Sẽ, will. Là, to be. Lúc, when. Cô được, you get to. Sống một cuộc sống, to live a life. Thật sự, truly, actually. Những ngày tháng đau đớn đã qua rồi, bây giờ sẽ là lúc cô được sống cuộc sống thật sự. The days and months of pain are over, and now you will be able to truly live. Những ngày tháng đau đớn đã qua rồi, bây giờ sẽ là lúc cô được sống cuộc sống thật sự. Hãy tận hưởng. Những ngày tháng đau đớn đã qua rồi, bây giờ sẽ là lúc cô được sống cuộc sống thật sự. Hãy tận hưởng. Những ngày tháng đau đớn đã qua rồi, bây giờ sẽ là lúc cô được sống cuộc sống thật sự. Hãy tận hưởng. All of the lines in this trailer are very natural and suitable for daily life conversation, I have to say. So feel free to use them. Hãy tận hưởng, you should enjoy. Hãy is less, tận hưởng is enjoy. Hãy tận hưởng, please enjoy, let's enjoy. There's another way. You can use the structure verb plus the word đi at the end. Like, remember the command and the request that I told you in part 1. Ăn đi, eat, ngủ đi, sleep. And here you can use that structure too by saying tận hưởng đi, enjoy, let's enjoy. So hãy tận hưởng or tận hưởng đi are both okay. Actually, I would say tận hưởng đi. It sounds better to me. The doctor thought that she was perfect after the surgery, and he gave her some encouragement words, but turned out he was wrong. Hãy tận hưởng. Hãy tận hưởng. Hãy tận hưởng. Mình làm lại cái lỗ mũi nghe. He said, mình làm lại cái lỗ mũi nghe. Let's redo the nose. Mình is a pronoun. It's a short version of chúng mình or tụi mình. Mình here means we. Làm lại, redo. Cái lỗ mũi is the nose. You can say cái lỗ mũi or mũi for short. Nghe, okay? Mình làm lại cái lỗ mũi nghe. Let's redo the nose, okay? Mình làm lại cái lỗ mũi nghe. Mình làm lại cái lỗ mũi nghe. Mình làm lại cái lỗ mũi nghe.
Họ mà phát hiện ra là hai đứa mình tiêu á. Bà còn không nhận ra, làm sao họ phát hiện được? Họ mà phát hiện ra là hai đứa mình tiêu đó. If they find out, we're both screwed. Họ is the pronoun they. Phát hiện ra, find out, discover. Là, to be. Hai đứa mình, two of us. This is the female's lead's best friend. Tiêu is screwed. This is a very informal word as a verb. Tiêu is like screwed, you're done. But tiêu also means pepper if it's a noun. So tiêu as a noun means pepper. Tiêu as a verb is a very informal word, screwed. Đó, there. Họ mà phát hiện ra là hai đứa mình tiêu đó. If they find out, we're both screwed. Bà còn không nhận ra làm sao họ phát hiện được. If even you couldn't recognize me, how would they find out? Bà is the pronoun you. Bà, tôi is one of the ways that best friends usually address each other. So one more time. Bà, tôi. Bà is just for female, okay? Don't use it for males. Họ mà phát hiện ra là hai đứa mình tiêu á. Bà còn không nhận ra. Làm sao họ phát hiện được? Họ mà phát hiện ra là hai đứa mình tiêu á. Bà còn không nhận ra. Làm sao họ phát hiện được? Họ mà phát hiện ra là hai đứa mình tiêu á. Bà còn không nhận ra. Làm sao họ phát hiện được? Chimmy nghe mùi thơm những phút say bên anh như cơn mơ. Chỉ có nơi đây mình em mãi mong chờ. This is one of the soundtracks of the movie called Ngôi Sao Cô Đơn. I'll leave the link in the description box in case you want to listen to the whole song. For now, let's see what the lyrics mean. And because this is a song lyric, so it wouldn't be used for daily life conversation, please don't use this. Talk to your friends. It's weird and really cheesy. Anyways, I will show you the lyrics meaning really quick. Chỉ mình em ngồi thao thức. There's only me sitting here being awake, restless. Những giây phút bên anh như cơn mơ. The moments with you are like a dream. Chỉ có nơi đây mình em mãi mong chờ. Only I sit here still waiting, longing for you forever. Từng giọt nước mắt chất chứa trong con tim em như muôn vì sao kia. Tears are held up in my heart. The tears are as many as the stars in the sky. Dù rằng anh nào hay biết. Even though you don't know anything about my love. Giấc mơ em chỉ giữ riêng em thôi. I keep this as a dream for myself. Và giữ anh trong lòng em mãi mãi. And I'll keep you in my heart forever. Once again, I'll put the link of the song in the video description box in case you want to listen to the full song. And in case you don't know, all Vietnamese will sing with the northern accent when it comes to modern songs. So don't be surprised if the actress slash singer in this movie will speak with southern accent but sing with northern accent. It's completely normal. Now let's get back to the trailer. Đừng lo, chẳng ai biết đâu. Tới cả anh còn không biết nữa mà. Đừng lo, chẳng ai biết đâu. No need to worry, nobody knows. This is very natural for speaking. If your friends, if your Vietnamese friends are worried, tell them this. Đừng lo, đừng lo. Chẳng ai is no one. Biết is no. Đâu stands at the end to emphasize that no one will ever know. Tới cả anh còn không biết nữa là. Not even me. Tới cả is even. Anh is the pronoun I. Còn is also. Không biết or không biết is don't know. Vietnamese southerners usually say không or không instead of không. It sounds more cute and natural to the southerners. The rest of the sentence is reduced. The full sentence would be tới cả anh còn không biết nữa là người khác. Please focus on the word nữa là. It stands in the middle of the sentence as a conjunction. Tới cả anh còn không biết. Even I don't know. Nữa là. How can? Người khác, others know. So,
tới cả anh mà còn không biết nữa là Even I don't know, how can others know? Đừng lo, chẳng ai biết đâu. Tới cả anh còn không biết nữa mà. Đừng lo, chẳng ai biết đâu. Tới cả anh còn không biết nữa mà. Đừng lo, chẳng ai biết đâu. Tới cả anh còn không biết nữa mà. Okay, that's it for learning Vietnamese with the movie Sắc Đẹp Ngàn Cân. I hope you find all the phrases in this video useful. By the way, I will go back with more videos, so don't forget to subscribe to Pick Up Vietnamese. Turn on the notification bell so you won't miss any new videos. If you have any questions, feel free to leave it in the comment section. I love to hear from you guys. Until next time, all the best. Tạm biệt mọi người. Bye bye. I can see it in your eyes. You've seen the moon and its darker side. I can feel the gravity. The forces pull between you and me. Yes, it's true, I'm falling higher for you. But I won't rush this love. I can wait, even if it's hard to take. One moment is enough.